thần nó nổi lên, hấp xuống, chìm xuống. Rồi ông chồng mới vớt đứa con lên, đưa vô bờ, rồi trở ra kiếm bà vợ, thì kiếm bà vợ chìm mất tiêu. Là bà vợ mang bụng chữa. Rồi là 2-3 ngày sau, kiếm xác không gặp. Thanh xin chào tất cả các cô chú anh chị đang xem ha. Thì hôm nay Thanh có đến một cái khu vực thuộc ngã ba sông. Ở đây là tại khu vực ngã ba sông đó cả nhà. Thì đây là một cái con sông Tiền và sông Hậu. Thì đây là cả nhà thấy nè. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Thì đến thăm một cái ngư dân kỳ cựu đã làm nghề đánh bắt cá tại khu vực ngã ba sông này. Đây là những cái ngã ba sông. Thì thuộc về là bên đây là sông Tiền đó, cả nhà thấy bên đây là sông Tiền nè, còn bên đây là sông Hậu nha cả nhà. À, bên đây là sông Hậu nè, rồi mình sẽ quay lại ở trước cho cả nhà thấy ha. Dạ con chào ông Hai. Thì hôm nay đến đây với ông Hai là cái video này là tập 2. Thì con muốn hỏi ông Hai về những cái câu chuyện về cái khu vực ngã ba sông mình nè, sông Tiền và sông Hậu. Thì vào cái cặp ngỗng thằng để con tìm hiểu cho nó kỹ hơn. Nhiều khán giả người ta cũng tò mò để tìm hiểu về cái cặp ngỗng thằng là có thật tại cái khu vực sông của mình. Thì nhờ ông Hai chia sẻ về cặp ngỗng thằng đó cho cả nhà xem ha. Để ông Hai nhắc lại hai cháu nghe. Ngày xưa, năm nay là ông Hai 69 tuổi rồi. Dạ. Ngày xưa lúc ông Hai 14, 15 tuổi đó. Nay cũng năm mươi mấy năm lúc trước là cái đầu cồn này bắt đầu nó sạt lở, thì có cặp ngỗng thần ở trên cái roi cồn Mỹ Hòa Hưng nè, bắt tôm là cặp ngỗng thần nó xuất hiện bất thường, coi như là 12 giờ đêm, 1 giờ đêm không à, trời lặn trang hay muốn sức là giờ nào sức lên là trời lặn trang, nhưng mà nổi là có 3 lần sóng thôi. Thì nó kêu cót cót rồi đã nó hập xuống là 3 lần sóng thần lên. Nếu ai mà xui rủi thì gặp đó thì phải chìm xuồng. Nhưng mà năm đó vì vợ của ông Hai là dì ruột đó, đi cắt lúa trong đồng về, ghé ở đây là gấp về cái bơi xuồng lúa, chở thêm một đứa con trai mười mấy tuổi với bà vợ có bầu, chở bơi qua bên cồn Nhân Mỹ, bên Mỹ đang đi tắt về gia đình thì ở bên mà chợ mới Đốc Vàng bên đó. Mới bơi lên chưa có vô tới bờ bên Nhân Mỹ nữa thì cặp sóng thần nó nổi lên, hụp xuống thì chìm xuống. Rồi ông chồng mới vớt đứa con lên, đưa vô bờ, rồi trở ra kiếm bà vợ, thì kiếm bà vợ chìm mất tiêu. Là bà vợ mang bụng chữa. Rồi là 2-3 ngày sau, kiếm xác không gặp. Thì là mấy người vợ trà cho cá trà ăn, thấy sao mà cái xác ở đâu mà ở dưới là ló cái giò ra, hồi tóc vấn vô trà con. Thì tóc gài với trà, thả nó được nổi cái giò, rồi nó táo quạ lên, mới đem cái xác chết. Lên bờ, mấy người ta chôn giùm. Từ đó là cũng biết nhiêu năm. Là cái câu chuyện này là cách đây bao nhiêu năm rồi ông Hai? Hôm nay là 30 mấy năm, 40 năm rồi con. Có cái người nào gặp đó không, hay là chỉ có riêng ông Hai gặp thôi? Có nhiều người gặp lắm con. Tất cả bà con mà đi dưới sông là nhiều người gặp, chứ không phải nhiều ông Hai. Nó lặn cho mình thấy rồi nó biến mất hay gì không Hai? Nó lặn xuống là mất tiêu luôn, là 3 lượng sóng nổi lên. Đó cái điều rất kỳ bí. Khi mà cái lượng sóng nổi lên là cái lượng sóng cao dữ không hả? Cao lắm con, cao mà nó nhặt đeo luôn. Xuồng con nhồi lên không kịp mà. Thí dụ nó đưa xuồng con lên hập xuống thì cái xuồng chưa kịp nhồi lên lượng sóng kia ập tới luôn mới chìm. Cái sóng sau là úp cái là mất tiêu. Nó chụp mất tiêu luôn, là nó nhặt dữ lắm chứ không phải thưa lượng cũng như là tàu đâu. Nên là thưa lượng như tàu thì cái xuồng mình nhồi lên nhồi xuống nhồi lên xuống nó không đến nổi. 3 lượng sóng thần này nó khích đeo nhau luôn. Nghe nói là cái cặp ngỗng thằng là ở Tắc Cậu ở đâu á, là cái là nó có ngỗng thằng hay là nó cũng có luôn con. Ở Tắc Cậu thì ông Hai cũng có đi dưới nữa, vì ông Hai là thường xuyên hồi đó đi đánh bắt mà. Vô đánh đây rồi nghe ở đồn ở dưới Tắc Cậu dòng mà cả bé cả lớn với ông Hai có đi, nhưng mà nó cái miễu cũng bà cậu có miễu nè.
Em hai có đi dưới thì nghe bà con cũng nói dưới cũng có, riêng biệt coi như là loại này là loại thần. Dạ. Chỗ nào linh nghiệm là có hả? Chứ không phải mà có một chỗ đâu con. Chỗ nào thì linh nghiệm là sông bề sông nước là có hai có thần. À có ngỗng thần thường dạ. Xuyên. Quá tâm linh ha. À. Mà nếu mình cúng hay gì mà em, nếu mình đi nha mình cúng thì không sao hay sao? À, ở đây thì con khỏi cúng. Mình chỉ tin tưởng bà cậu rồi đi không đến đổi không sao. Dạ. Có ở Thác Cậu á, thí dụ như ghe mà đi mua bán hay chở này kia đi ngang cái miễu của bà cậu thì con phải cúng con gà. Cái dàm Thác Cậu đó là hiện là tại là nó nằm khu vực nào ông hai? Nó thuộc về tỉnh Kiên Giang. Dạ. Là huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang. Nó khu vực là từ ở chỗ Rạch Giá đi xuống Rạch Sỏi đi xuống á. À huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang. À huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang là Thác Cậu, kêu Thác Cậu đó. Dạ. À, sông cả bé cả lớn nhưng mà thì cái miễu của bà cậu đó là ở sông cả lớn. Dạ. Chỗ đó là con nghe nói là rất là linh thiêng. Linh thiêng lắm. Ghe tàu mà chìm cái là không có ai mà dám mò. Không ai dám mò trên con ơi. Còn gà mà gà tre người ta cúng hay mà cúng gà sống con nghe con. Dạ. Đi ngang đó lớn thì lên đó là dừng lại gian giái rồi bà cậu cho con đi làm ăn được là hên đi qua được là khỏe mạnh ở mấy thảy để con gà tre lên đó là cúng gà sống đó bởi vì mấy năm đó ông hai đi dưới ha gà tre nó gáy cũng là cu mà nó gáy bậy vậy người ta thả nhiều dữ lắm không hả? Dữ lắm con ơi mà ngoài dám bắt ha đâu ai bắt ít ai bắt nó bay cũng như chim mà con bắt không được nó mới thả bắt được chứ thời gian rồi nó bay như chim nó như loại là gà rừng vậy đó sống hoang dã luôn sống hoang dã luôn đó mà nhưng bây giờ mấy ông bắt cũng hết con ơi đông dân quá rồi mấy ông bắn ấy bắt riết cũng bớt cái tật mỏng đó là khoảng bao lâu đó là mình không thấy nó xuất hiện nữa không hai cách đây bao nhiêu năm nhớ ông không hai. Nhớ này cỡ để coi bốn mấy năm à dạ bị lúc đó ông hai người mấy tuổi là mấy năm trời tính vậy, ra vậy là nó xuất hiện trong vòng mấy năm là nó mất luôn cả mười mà mười năm dạ. mười đâu mười mấy năm chứ mười mấy năm gần 20 năm rồi phải là ông hai nhớ nè mất luôn tới giờ luôn rồi nó có thể làm chìm biết bao nhiêu cái xuồng ghe ông hai nhớ không hai nhiều lắm con ơi kể một xíu con ơi yeah. Làm chìm xuồng ghe nhiều lắm bị mấy gần 20 năm trời mà lúc đó là chìm lia chia lúc đó là chưa có là mất cái hang là thôi chìm liền con ơi ít bữa là chìm ít bữa bà con chìm. Của mình có tin tưởng mà có cảnh báo hay là có cái vấn đề gì mình để mình ngăn chặn thì có không không lúc xưa thì ai cũng tin ai cũng sợ con yeah. Nhưng mà cũng gian giái rồi bà con gian giái rồi từ ngày đó cho tới bây giờ mười mấy năm trời tới bây giờ đó là cũng 40 mấy năm rồi là mất luôn không còn phát xuất hiện nữa gặp ngóng mất tiêu luôn dạ. Không còn nghe xuất hiện không nghe chìm thường thường ghe như ngày xưa nữa ông hai có biết về cái lịch sử về cái con tàu buôn á mà ngày xưa bị cặp ngỗng thần nhận chìm tại cái trên cái cồn nhỏ đó ông hai biết cồn nhỏ mình là lúc đó là người dân ra mà lấy gạo rồi đó, lúc đó là nhiều lắm không ông hai nhớ đó giờ tàu buôn nó ở phà bến đậu môi dạ đúng dưới Bắc Tôn chú nữa con dạ chiếc cái lớn lắm ạ lớn lắm nó chìm năm đó là nó chìm mướn thợ lặn nước ngoài vô là lấy mới được đó chứ còn ở đây là không ai lấy được Việt Nam mà lấy được đâu con dạ chiếc đó dữ dằn lớn chiếc đó hồi xưa là để buôn gạo hết sao hay nó buôn gạo ra nước ngoài con chở dạ. Gạo xuất khẩu á vậy là từ đó đến sau à có cái vấn đề gì mà nó tâm linh mình để làm cho sụp nó tương tự như cặp cổng thằng mà để xuồng ghe người ta có bị cái tai nạn không đó không hay không con là xuất hiện mười mấy 20 năm rồi chìm xuồng chìm ghe quá thế rồi dạ. Bà con ở trong làng mà rồi cũng đi ghe rồi đó cũng gian giái rồi từ từ không biết đi đâu rồi mất tiêu không có xuất hiện nữa vậy là không, có ai lập miễu gì không hay không con không có lập miễu thờ luôn không có lập miễu thờ giống như là mình thấy cặp ngỗng rồi mình nãy mà đi ngang cái mình cúng gian giá vậy đó rồi đang thấy sống vậy cái mình cúng hay là hay sao không hay? Không cái đó giá. Chỉ là giá trong bụng thôi giá thầm trong bụng linh nghiệm của nó ví dụ con giá bây giờ con xuồng ghe khẩm quá cho con qua sông nhờ ơn trước thì bà cậu sau là ngỗng thần đừng xuất hiện cho con qua sông được êm xuôi đó đi tới bờ tới bến vậy đó con là đi êm ru vậy là cái cặp ngỗng thần này xuất hiện mọi nơi chứ không phải là riêng về Thằng Cậu mọi nơi luôn con đúng rồi mọi nơi lưu vực ngã ba sông Dầm Nao rồi những cái con sông Tiền sông Hậu đây là sông Hậu nè không đây sông Hậu con
Rồi mình nếu mà mình đi dưới sông á, mình có cái lời giái nào mình để mình giái để mình an toàn hơn không? Cái lời giái là mình giái làm sao? Có con. Đó là con tự biết á. Thì bây giờ mình giái rồi, bây giờ tôi tên gì, hỏi gì, như tuổi đó. Dạ. Tôi đi xuồng khẩm, ghe khẩm, chở đồ khẩm. Tôi muốn qua, vượt qua sông bờ bên kia. Thì trước nhờ ông bà cậu, sau đó trong ông thần cũng độ cho tôi đi được êm xuôi, trời là mây lặn gió êm, là đi là được tới bờ tới bến. Con giái là đi êm ru không có gì đây. Yeah. Nếu không giái là nó nguy hiểm ha, nó nguy hiểm biết xuất hiện giờ nào mình không biết được. Ví dụ vậy mình ngang ngược mình không giái ha con. Là cái câu chuyện này đã có thật là cách đây là 30 mấy năm rồi hả ông? Ba mấy năm con. Là những cái người lớn tuổi tại khu vực mình ai đều biết cũng biết hết. À, lớn là biết hết trơn. Còn nhỏ nhỏ tuổi thì không biết. Đây là câu chuyện có thật ha cả nhà. Lúc đó chắc khiếp sợ luôn á mày, lúc đó mày tuồn gan ở đây chắc khiếp sợ luôn á. Sợ lắm. Mà ông hai đó là lúc đó ông hai chất trà ngoài này nè. Chất trà rồi ông hai chài lưới đó ha. Dạ. Là ông hai nghe kêu hoài gì nhưng mà không có sợ. Ngỗng nó kêu. Ồ, ông hai kêu. Nghe kêu luôn hả? À, nghe kêu luôn, kêu vào nửa đêm 12 giờ, khi 1 giờ là kêu có két nhưng mà ông hai biết, bởi vì ông hai là coi như là con bà cậu nói chung đi. Dạ. Thành ra không có sao con ơi. Đi rằng kêu nổi với lặn cũng êm ái không có sống. Nước sấy quá. Dạ, ông hai cũng bị hại. Nước sấy quá trời luôn ơi. Nước sấy lắm, dòng nước này mũi nước nữa sấy lắm con. Vậy là ông hai ở đây là gần cái cặp ngỗng thằng nhất luôn hả? Gần nhất. Gần những người khác luôn á. Ông hai ở đây là đã từng đối diện với cặp ngỗng thằng tại cái khu vực này nè. Đây là khu vực ngã ba sông nè. Bởi vậy tìm những cái ông cụ như ông hai nhờ hiểu biết rất là nhiều cái vụ việc mà cái con sông mà bí ẩn như con sông mà là bí ẩn nhất luôn á. Theo tuổi nhỏ nhỏ. Dạm nam mình quá bí ẩn. Bởi vì khán giả cũng nhớ mà khán giả thì kính mong khán giả đón xem nhiều cái tập về ông hai. Thì ông hai rất là nhiều những cái mẫu chuyện mà có thật luôn. Thì ông hai chứng kiến chứ không phải là cái sự tích gì hết trơn á. Chứng kiến tận mắt luôn. Dạ. Ông hai tận mắt luôn. Ông hai thấy cặp ngỗng thần luôn rồi. Còn nhiều điều mà còn phải nhờ ông hai kể cho khán giả nghe nữa. Thì bây giờ chắc mình kết thúc video đây ha. Để mình hẹn khán giả là tập 3 đây ha. Hẹn cả nhà vào tiếp tập 3 về cái khu vực ngã ba sông này. Dạ. Thì hẹn cả nhà gặp lại tiếp tập 3 cả nhà. Thì ông sẽ tìm hiểu rồi cảm ơn ông hai đã chia sẻ về cái mẫu chuyện ngỗng thần cho khán giả xem ha.